Sáng ngày 3 tháng 10, thông tin từ đồn biên phòng Khánh Hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết vừa cứu hộ kịp thời 15 thuyền viên bị chìm tàu trên biển. Trước đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 2 tháng 10, khi tàu cá KG90255TS hành nghề lưới vây cá nổi nhỏ do ông Danh Sóc Kha, ngụ tại tỉnh Kiên Giang, làm thuyền trưởng, hoạt động ở khu vực vùng biển cách Vàm Cửa Kinh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, khoảng 8 hải lý về hướng Tây Bắc thì bị sóng to, kết hợp gió mạnh đánh chìm. 15 thuyền viên trên tàu ôm phao lưới cố thủ chờ cứu hộ, cứu nạn. Tiếp nhận thông tin, đồn biên phòng Khánh Hội sử dụng hệ thống máy điện đường dài để liên hệ các tàu cá đang hoạt động gần vị trí tàu cá bị chìm đến hỗ trợ. Đồng thời, tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ, huy động 2 tàu cá và 6 thuyền viên của ngư dân địa phương cơ động ra biển tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tàu cá của ông Phan Văn Khánh, ngụ tại huyện U Minh, vớt được một ngư dân đưa lên tàu an toàn. Sau đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của đơn vị đã tìm thấy và cứu vớt 14 thuyền viên còn lại và đưa lên tàu chở vào trạm kiểm soát biên phòng Kinh Hội để chăm sóc sức khỏe. Đồn biên phòng Khánh Hội cũng phối hợp chủ tàu hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ vụ việc và bàn giao các thuyền viên về với gia đình,